ចាសស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើប្រហុកចិញ្ច្រាំត្រុំគ្រឿងចាជិនបងយើងត្រូវលេងរំដេងគល់ក្រៃខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមសិនចានេះគឺជារំដេងចារំដេងគឺនឹងខ្ញុំហាន់វាចិញ្ច្រាំកាត់វាដុំតូចៗអត់អត់ចឹងណាតោះមកមានគល់ក្រៃក៏ហាន់វាស្ដើងស្ដើងដូចគ្នាតោះមកយើងនឹងបើកភ្លើងតិចតិចមកយើងចាក់ចូលខ្ទះហើយយើងលេងមុនខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសចាយើងលេងបានស្ទុះហើយបន្ត
Chào quá là dương linh cho bạn kìm và nặng hơi bạch lớn hay là dầu về tập bột á. Chào lấy dương bột ngọt và nặng hơi dương đã xanh và tôm sau đó dương có crop tránh dương xanh về má. Xanh và tôm vì được đẹp bài nhưng hay dương bột về má. ต่อมาយើងដាក់ប្រហុកសាច់ចឹងប្រើប្រហុកសាច់ហ្នឹងចំនួន1ខាំ5 100ហើយណាបងប្អូនតបមកយើងដាក់ស្ករនេះពីលព្រាបាយដាក់ប៊ីចេងនេះពីលព្រាកាហ្វេហើយដល់ម្ទេសម៉ត់ចាំម្ទេសម៉ត់នេះគឺខ្ញុំលីងឲ្យបុកខ្លួនឯងមិញណាដាក់តាមចំណូលចិត្តទៅហ្នឹងហើយបុកចូលគ្នាមក Hay ni cứ chỉ sập cầu sáu, dương dương tập về xa đó, dương hành về đàng sang cho mấy đặt chỗ, hệ bột. Cho một tập dương bột chục nha hơi, dương ai nhầm sau chân cục bán, còn ta nên khi mà vừa ni cứ vô về từ linh chấm muối, bình trà tây sơn á, làm bề về tập bàn vũ, dương ai nhầm chân tầm đó của bạn đây. Chạy những bậc trường học cháu chạy những bậc lớn đã đặt tem á những chạy bên cha cho mình tích ba này khi đã học dân bọc mình nhá cho để cha tới khi cha thì ta lớn sau nhưng cũng cũng ta lớn khang cái gì khảo chờ lúc học dân chân nói dân đặt lần tới hay được chọn lại chán nhằm cho muốn độ lại sau đó nè cho bác ôn thì dân mình làm độ bình lại để chia sọ trọp mà ra ấy nắng là dân cho chân nhằm mấy dân đặt lần tới ai mình sẽ đại cô ấy thích của bạn đó nè lấy dân một lụa mơ sánh anh vô chết cứ ngồi cửa ngồi đèn rồi giờ còn là cây là dân linh những cái ngôi khang tiền bổ sung cho bông ôn nhằm mà nó dân ai đạn từ từ cọ ta tục ban là rập khai đó rồi dân linh về ăn trắng tục ban du ăn trắng nhưng trong cái sâu mà còn bông ôn phòng đá là tạm năng được xem rồi tụi bọn anh nhóm hai bông ôn phải chụp subscribe phong để tụi bạn làm việc tụi mới chỉ bên tàu tập tiền cho sâu mà còn sâu chuẩn bị lìa